Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp tục với tip and trick trong SolidWorks thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tip mới, đó là copy setting wizard trong SolidWorks. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo các phím tắt, phím điều hướng chuột này, trong cái phần customize này. Mình có các phím tắt hay là phím điều hướng chuột này bao nhiêu này. Và chắc hẳn nhiều bạn đang gặp cái vấn đề là phải setting lại các cái phím tắt, phím điều hướng hay là các cái toolbar này, shortcut bar này. Khi mà các bạn phải cài lại cái phần mềm SolidWorks hoặc là các bạn cài mới. Vậy làm sao để lưu lại các cái thuộc tính mà các bạn đã mất thời gian tạo trước đó? Đấy. Mọi người hãy chú ý theo dõi video nhé. Thì đầu tiên mình sẽ tắt cái này đi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Start này. Đấy, chúng ta sẽ kéo xuống phần SolidWorks Tool. Đấy, mình sẽ kéo xuống. Những phần SolidWorks Tool các bạn sổ ra. Đấy, và các bạn hãy chọn vào là Copy Setting Wizard. Mình sẽ kết vào. Thì ở đây option nó sẽ hiện ra hai cái. Đầu tiên cái thứ nhất đó là các bạn là option cho phép các bạn là share cái setting từ cái phần mềm các bạn đã cài các phím tắt trong phần mềm. Cái thứ hai là các bạn lấy một cái folder ngoài, từ cái folder ngoài mà đã cài, đã thiết lập cái customize trong SolidWorks thì mình lấy từ ngoài bỏ vào phần SolidWorks để mình cài đặt cho cái SolidWorks của mình. Đấy, thì đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái này, size setting này, bạn chọn next. Ở đây thì các bạn sẽ chọn là vị trí lưu. Đấy. Ở đây chẳng hạn mình sẽ đặt là desktop. Ta bấm save, các bạn hãy chọn là tất cả các dấu tích ở trên nhé. Đấy, thì ở đây nó sẽ có các cái giả sử mà mouse này, đấy, hay là keyboard này. Đó. Rồi chúng ta sẽ bấm finish nhé. Ở đây các bạn sẽ bấm ok. Rồi, như vậy mình đã xây xong cái setting cho phím tắt của SolidWorks. Đấy, đó là cách xây setting của máy các bạn lại. Còn bây giờ khi mà mình đã có sẵn file và setting nó vào phần mềm mới thì chúng ta phải làm sao? Đầu tiên chúng ta lại phải vào Start này, vào Start, chọn xuống phần SolidWorks Tool. Đấy, lại sổ ra SolidWorks Tool và chúng ta lại tiếp tục vào phần Copy Setting Wizard. Bây giờ đây chúng ta lại vào phần này, Restore này. Đấy. Chúng ta sẽ mở cái folder mà lúc trước chúng ta đã cài này, Ravo. Rồi tìm đến đây, cái lúc lại mà các bạn đã tạo cho nó này. Rồi, chúng ta kích vào, open nó lên. Các bạn hãy tích vào các dấu tích ở trên. Rồi đây các bạn bấm ok cho mình nhé. Rồi ở đây nó sẽ hiện ra cho các bạn các option. Đầu tiên thì nó sẽ là cài cho một máy. Đấy, các bạn cài trên một máy. Thứ hai là cài cho nhiều máy, dạng này dạng network. Đấy, cái thứ ba là xài cho nhiều người. Đấy, ở đây thì mình sẽ là chọn cho một máy của mình thôi thì mình bấm vào cái trên. Còn những cái phần này là áp dụng cho network. Đấy, phần này áp dụng cho network và thường là người quản lý người ta mới tạo những cái này thôi. Của mình thì mình sẽ chọn vào cái ở trên này. Sau các bạn bấm next. Ở đây các bạn bấm finish. Rồi, như vậy quá trình đã thành công. Rồi ok các bạn. Thì khi các bạn đã cài xong như vậy, các bạn sổ phần customize ra thì các cái thuộc tính mà trước các bạn đã cài thì nó sẽ có sẵn trong cái này, có sẵn trong cái phần customize này luôn, chúng ta không cần phải là đi cài đặt lại những cái phím tắt đấy. Ok, như vậy video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có những câu hỏi nào về SolidWorks hãy comment ngay ở dưới video của mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hoặc các bạn muốn trải nghiệm cái phần mềm SolidWorks 2020 ấy, thì mình sẽ gửi file cho các bạn ngay ở dưới video.
Đấy. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào tạm biệt ạ.